Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ giới thiệu anh em cách chơi cái app tên là BitToken nha anh em. Đó, thì trước mắt anh em đây là bằng chứng thanh toán tiền của cái app này, khá là ngon. Thì với cái app này chúng ta chỉ cần trả lời lung ta lung tung thôi, giống như là khảo sát vậy ấy, nhưng mà nó lại được kiếm được tiền nha. Rồi, thì cái app BitToken này á, nó sẽ yêu cầu anh em là lấy số điện thoại Mỹ. Thì anh em sử dụng cho mình thêm một cái app có tên là SecondLine nha. Đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ mở cái app SecondLine trước, tại vì khi tạo tài khoản nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập số điện thoại Mỹ. Ở đây nếu như bạn chưa có tài khoản thì bạn sẽ tạo nha. Còn đây mình có rồi, nó sẽ mặc định là login luôn. Đó, nó kêu là set up line gì này. Thôi bỏ đi. Not now. Skip. Sử dụng my location. Cho phép. Đó, ở đây thì anh em sẽ chọn một cái số bất kỳ nha. Đấy thì mình chọn cái số 3662 đi. Số này dễ nhớ này. Continue. Setup. Cho phép. Đây thì anh em nhấn vào ba cái gạch ngang trên đầu này thấy không? Nhấn vào. Đấy, ở trên cùng là cái số điện thoại. Anh em nhấn vào. Đấy, nó sẽ tự động copy luôn là cái số điện thoại Mỹ của mình. Thấy chưa? Rồi sau đó bây giờ chúng ta cùng vào cái app BitToken. Rồi skip. Đây thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email vào này. Create password này. Ở cái mục số điện thoại á, ở đây anh em vẫn để là cộng 1 nha. Canada hay là Mỹ thì nó đều là cộng 1. Anh em cứ để im vậy cho mình. Xong anh em bắt cái số điện thoại này vào. Đây thì các bạn xóa cái dấu đóng mở ngoặc này đi. Xóa cái dấu gạch ngang này đi. Xóa cái số cách này luôn. Rồi. Thì ở cái mục referral code như thế này, anh em nhập cái mã này cho mình nha, 79 này. Đấy. Nhưng mà nếu anh em nào một không nhớ được cái mã này á, thì ở dưới phần mô tả video mình có để là cái mã giới thiệu này nha. Anh em có thể là copy và paste vào cho mình. Sau đó anh em nhấn vào cái chữ là create account là được. Rồi, ok, đã hoàn thành nha. Bấm continue. Sau đó nó yêu cầu chúng ta accept này. Đấy, accept nó. Accept. Yes, continue. Sau đó nó yêu cầu anh em vào email anh em xác minh nha. Đấy, nếu như không nhận được link thì anh em nhấn vào chữ resend link. Đó. Ở đây thì anh em sẽ nhận được một cái thông báo tin nhắn của BitToken như thế này. Anh em vào và bấm chữ confirm now. Đó, xong, nó sẽ trở lại vào app nha anh em. Ở đây thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn về cái số điện thoại này nha. Bấm send code. Đó, bây giờ chúng ta cùng rồi chúng ta vào cái app 2ND Live. Đó, nó sẽ gửi một cái tin nhắn như thế này, 958470. Chúng ta quay vào app 958470. Đó, chúng ta enter code. Đấy, account của mình đã được tạo rồi nha anh em. Do it later. Rồi. Rồi, thì đây là cái giao diện của cái app này. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái cách kiếm tiền của nó nhé. Đầu tiên trước khi kiếm tiền thì chúng ta sẽ coi phần redeem là cái phần rút tiền của nó. Thì ở đây nó sẽ cho bạn thanh toán vào cuối tháng này và min rút của nó chỉ là 2100 boy, tương đương với là 21 đô nha anh em. Rồi chúng ta quay ra. Ở đây thì nó có các action là cái gì? Chúng ta nhấn vào là các cái nhiệm vụ mà anh em phải làm. Đấy, anh em làm cái nhiệm vụ này, mời một người thì anh em sẽ được là 10 coin. Đó. Welcome Bit này, nhận được 3 coin này đó. Rồi các cái action này anh em có thể làm nè. Bây giờ rất là nhiều. Thì anh em check in cũng được coin nữa nè. Đó, rất nhiều. Rồi chúng ta quay ra. Ở đây thì anh em có thể là chơi một mình hoặc là chơi theo team. Chơi theo team thì anh em sẽ được bonus nhiều hơn nha. Như mình bấm vào team này, continue này. Đó, nó sẽ yêu cầu là play profile, thêm cái thông tin của bạn vào, first name, last name, birthday. Nghĩa là tên của bạn, họ của bạn, ngày sinh này, giới tính này,
bấm vô. Đấy, mình sẽ thêm nhá. Last name Tuấn, gender male, birthday. Đây mình chọn năm này. Kéo 997. Chúng ta qua tháng 12. Ok. Invite by. Ở cái phần invite by này chúng ta sẽ nhập cái code của người mời. Nếu như hồi nãy anh em chưa nhập của mình thì anh em có thể vào đây nhập được nhá. Address này, country này, post zip code này. Ở đây chúng ta có thể là nhập hết. Đó, nó sẽ yêu cầu chúng ta ở đây nó sẽ nói mình chưa nhập cái first name, mình bấm vào mình nhập, còn cái first name mình chưa nhập. Rồi, first name đâu? First name Tuấn. Last name Lê. Rồi, mình quay ra. Rồi, sau đó mình bấm continue lại. Đó, nó sẽ vô đây nha. Nó sẽ hiển thị gì? Các cái tem như thế này. Đấy. Bạn có thể là zoom vào tem của người khác, tem CT này, phone default này, rất là nhiều tem luôn anh em. Đó, rất là nhiều. Việt Nam Pro này. Đấy. Đó, ở đây thì để thuận tiện thì mình sẽ tạo ra một cái tem cho anh em luôn nhá, mình create tem này. Đó, thì ở đây là public hay private. Đây thì mình để public đi nha. Đó, mình có thể là điều khiển được Việt Nam LVT. Ok, done nhá. Nó sẽ kêu gì đây? Only letter and number. Mình coi mấy cái tên bọn này. Ok, không được sử dụng cái dấu cách. Brit Việt Nam LVT. Ok, done. Đó, thì bây giờ mình đã tạo tem nha, thấy chưa? Ở đây nó sẽ là current action là anh em nếu mà vô tem á thì anh em làm các action anh em sẽ được cộng bonus thêm nữa nha. Đấy, rất là nhiều, rất ngon. Thì lợi ích anh em zone vào tem mình nè, nó cũng sẽ có một cái nhiệm vụ như anh em bấm vào chữ answer, anh em sẽ trả lời các cái câu hỏi của trong tem này thì mọi người trong tem cùng trả lời á, nó sẽ cộng điểm lên và nó chia đều cái điểm này, số tiền này cho mọi người trong tem nhá. Đó, nên tem càng nhiều người thì anh em sẽ kiếm được càng nhiều. Thế thôi. Còn cái phần stream này thì bấm vô, hiện tại là mình chưa thấy nó có cái gì nhỉ. Đây chắc là lúc chúng ta invite fan nó sẽ hiển thị lên đây sao đó, cái cấp bậc nó cộng á. Đó, đây này, tại vì nó có cái chữ invite fan này anh em. Rồi, thì cái action này bây giờ anh em chỉ cần là mời vô một cái tem nào đó. Đấy, để anh em được bonus thêm. Và anh em cũng có thể là đi tuyển rep để kiếm tiền, kiếm thêm điểm nhá. Invite fan này anh em. Đó, đây là cái mã code của mình. Anh em có thể là nhập vào. Hoặc là ở đây nè, email address nè, anh em nhập để đi mời nè. Hoặc là anh em bấm chữ xe. Đó, anh em copy và anh em đi gửi cho mời, mời bạn bè là được. Ở đây thì anh em nhấn vô chữ invite fan nè. Nó sẽ hiển thị ra cái đường link cho anh em đi mời bạn bè. Đây là cái mã code để anh em, bạn bè của bạn nhập vào. Đấy. Rồi còn bên phần action này, bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi. Ở trên có phải là mình đang có 5 coin này. Đó, invite fan được 10 coin này. Đây thì mình sẽ ví dụ làm một cái nhá. Do you work class or contact này. Mình nhấn vô, bữa đi anh em không giỏi tiếng Anh cũng được, anh em nhấn vô class này. Đó, xong anh em bấm done. Đấy, thấy chưa? Vậy là anh em đã được 3 điểm rồi đấy, nó cộng trực tiếp lên luôn. Tương tự anh em cứ làm vậy thôi. Do you like running? Bạn có thích chạy bộ hay không? Yes. Kéo qua. Đó, mình lại được tiếp. Tương tự đất cái còn lại anh em cứ làm thôi. Invite fan này, check in này, anh em làm hết mấy cái này là anh em sẽ được điểm. Thì ở đây anh em muốn xem ở cái coin của mình nó bao nhiêu đô, anh em nhấn góc phải trên cùng này, nó có cái hình coin này, anh em nhấn vào. Nó sẽ hiển thị cái wallet của anh em, total là mình đang có 11 boy đúng không? Thì nó tương đương là 0.12 đô nhá. Như này là cái lịch sử ngày hôm nay là mình được bao nhiêu nè. Đấy. Rồi Basquit nè, Basmon nè, nó sẽ liệt kê ra cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.